tắt khi không sử dụng. 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 Chung tay góp sức cho cuộc sống tươi đẹp. Sơn Sipec chung tay cùng bạn. Hân à? Dạ anh Ngọc. Tìm nhà khó à? Không anh ạ, em thì cũng dễ. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì Ngọc Hân đang đứng trước ngôi nhà có sử dụng phương pháp nhà của gió do kiến trúc sư Lê Lương Ngọc thiết kế. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Ngọc Hân và anh Ngọc tìm hiểu kỹ hơn về ngôi nhà này nhé. Mời Hân vào nhà. Anh Ngọc thân mến, em muốn đọc ở trên tạp chí nói về cái ý tưởng nhà của gió. Thì anh ngày hôm nay anh có thể chia sẻ nhiều hơn về cái ý tưởng thiết kế của mình được không ạ? Ngọc Hân có thể xem cái mặt cắt của nó. Thì cái nhà này nó được xây dựng ở một khu đất mà theo anh là ở một hoàn cảnh khá là khắc nghiệt. Tức là phía sau của nó thì nó là nghĩa trang. Tức là nghĩa trang đến sát tận tường rào phía sau. Phía trước thì mình chỉ có một cái ngõ hẹp rộng 2m thôi. Nhà lại nằm ở hướng Tây Nam, Tây Bắc. Tức là mùa đông, mùa hè đều có nắng. Nắng và rất là nóng. Kèm theo đấy thì cái gió đông nam ấy thì nó lại thổi song song với mặt nhà, có nghĩa là không bao giờ có hy vọng là lọt vào trong nhà. Thế thì ở đây thì cái bài toán ngay từ ban đầu bên thiết kế đưa ra giải quyết ấy, là làm thế nào để đón được cái luồng gió đông nam ấy, nó vào nhà. Thế ở đây thì mình ứng dụng cái nguyên lý là mình làm thế nào đấy để cho cái luồng không khí, những cái nơi mà mình muốn nó thổi đến ấy, thì mình tạo một cái áp suất để sao cho là cái luồng không khí nó bốc lên thì không khí các nơi khác nó sẽ tràn đến. Làm thế nào để mình dẫn cái dòng không khí đấy nó chảy qua những khu vực mà chính là không gian sống của mình. Anh Ngọc ơi, khi mà bước vào căn phòng này thì em có quan sát và thấy rằng là cái mái nhà hình như nó không giống những cái mái nhà bình thường khác, nó lại hơi có cái sự cong cong, thì không biết là ý tưởng như nào ấy? Thực ra là cái mái này cũng khá là đặc biệt, bọn anh gọi nó là một đường hầm gió tự nhiên. Đây Ngọc Hân có thể thấy là nếu mà phía trước của mình là vướng nhà khác này, phía sau mình cũng không mở được ra. Thế nếu mà khi mà bọn anh làm một cái mái cong như này thì nó có tác dụng tức phản xạ ánh sáng lên cái trần tiếp theo và nó dẫn cái ánh sáng vào sâu hơn trong không gian. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là nó dẫn không khí qua cái mái đấy để thông lên phía trên. Đấy. Thế có thể anh mời Ngọc Hân lên trên. Chỉ cho em xem cái nguyên lý thông gió của tòa nhà này. Ở trên này thì nhìn nó rõ hơn. Đây này, Ngọc Hân có thể nhìn cái giếng trời này. Thì thực ra cái nguyên lý thiết kế thông gió tòa nhà này là cứ mỗi một dưới một cái sàn thì bọn anh lại thiết kế một cái đường hầm gió. Mà anh gọi là một đường hầm gió tức là một cái khoảng không để không khí nó có thể lưu thông được. Sau đó thì phía trên mình thiết kế để mình đốt nóng nó. Và khi mình đốt nóng cái luồng không khí đấy và mình tạo cái hiệu ứng để sao cho khi mà gió nó thổi qua cái mặt mái này thì nó cuốn bớt không khí ra. Thì khi nó cuốn không khí ra thì nó tạo áp suất và phía dưới không khí lạnh nó tự nó tràn qua các đường gió và nó thổi qua. Em hiểu rồi, tức là cái giếng trời này nó sẽ thu hút cái ánh nắng thì nó vừa làm sáng cho ngôi nhà mà nó lại vừa thu hút nhiệt lượng để giúp cho tăng cái bầu không khí và qua đó là đối lưu cái không khí ở trong nhà, đúng không? Chính xác. Ngọc Hân có thể anh mời em lên tầng trên. Dạ. Em sẽ nhìn rõ giải pháp giếng trời ở khu vực này hơn. Thực ra cái sàn gió này được thiết kế bằng kim loại và hở. Thế thì không khí sau khi nó bốc qua các cái đường hầm gió ấy, thì nó sẽ được thông qua đây. Thì cái sàn gió này nó có thể có tác dụng là vừa là không gian chung giữa hai phòng, vừa là không gian mà kết nối giữa phòng ngủ của bố mẹ và con cái. Và ở đây thì mình có một không gian mà hướng ra thiên nhiên và gió nó thổi vi vu từ dưới lên. Tức là gió nó có thể thổi từ dưới sàn lên ấy. Và khi mà ở trên mà mình tạo được cái áp lực không khí thì nó sẽ bốc lên trên và nó ra ngoài. Thì mình có tạo được một cái chu trình không khí liên tiếp.
qua những không gian mà mình muốn. Rồi là cái không khí ở trong ngôi nhà này thì luôn luôn được đối lưu và giao lưu với bên ngoài, chứ không bị là đông đặc ở bên trong, đúng không anh? Em thấy ở trong nhà này thì gia chủ có trồng rất là nhiều những cây xanh, mà cây đã phát triển rất là tốt nữa. Một điều rất là khó thực hiện ở những ngôi nhà trong phố Hà Nội. Đấy, Ngọc Hân có thể thấy là như thế này, khi mà mình thiết kế mà có thể đưa một cái lượng ánh sáng tự nhiên tương đối vào này, không khí lưu thông tốt và thậm chí cả nước mưa, khi cần mình có thể mở mái để cho nước mưa xuống, thì cái việc duy trì sự sống những cây xanh này thì nó cũng không đến nỗi phức tạp lắm. Mà có những không gian xanh ở trong cái ngôi nhà này thì cái không gian nó cũng thêm phần xanh mát hơn nhé. Khi bước vào ngôi nhà thì em cảm thấy rất là xanh mát, một không gian rất là thoáng đãng. Và điều đặc biệt là em thấy rằng là ngay giữa mùa đông, khi mà không có quá nhiều nắng nhưng mà gia đình mình vẫn không phải sử dụng điện, thì em nghĩ rằng đây là một trong những cái ứng dụng thực tiễn của cái ngôi nhà này, phải không anh? Chính xác là như vậy, tại vì cái đầu bài đặt ra cho kiến trúc sư khi thiết kế cái nhà này là ánh sáng và gió. Thế thì kiến trúc sư đã hoàn toàn đáp ứng được cái yêu cầu của chủ nhà. Đấy, như các bạn biết đấy là nhà này rất sáng và hầu như là không bao giờ phải sử dụng bóng đèn điện ở ban ngày, tại vì là tất cả các tầng đều có lấy sáng rất là tự nhiên. Ở Hà Nội này mùa hè này rất nóng, nhưng mà đi làm về trên đường về thì bụi bặm tắp đường rất là nhiều, về đến nhà thì gặp một cái không gian nó gió sáng và mỗi tầng thì chúng tôi đều có bố trí cây xanh đấy, thì đúng là cũng có cảm giác được thư giãn. Vì bất cứ vị trí nào chúng tôi cũng có thể ngồi được, có thể là bậc cầu thang, có thể ghế, nhưng mà chỗ nào cũng có thể ngồi thư giãn được. Trong gia đình em, mẹ em thì không thích nằm phòng điều hòa, nhưng mà vẫn mong muốn là có một cái căn phòng mà để thoáng khí cũng như là mát, thì theo anh tư vấn nên làm thế nào? Thực ra một cái nguyên tắc rất là quan trọng khi mà thông khí cho bất cứ một căn phòng nào hay một không gian nào là nếu đã có cửa gió vào thì phải có cửa gió ra. Có nghĩa là mình mở được một cái cửa gió ra thì gió nó mới có thể lưu thông được. Thì tốt nhất là cái cửa đón gió thì nên nằm ở cái hướng mà có gió, còn cửa thoát gió thì nên nằm ở hướng ngược lại. Và trên cái đường mà chuyển động của cái dòng không khí đấy chính là không gian mà mình sinh hoạt. Thì nguyên tắc chung là như thế, thì mình sẽ bố trí được một không gian mà có thể thông khí tốt. Thay mặt cho chương trình và nhà tài trợ, em có một kỷ niệm chương mình tặng cho anh. Cảm ơn Hồng Hân, cảm ơn chương trình.